Anh em nhìn kỹ một lúc nha. Ui chóa, mất tiêu. Thỉnh em vừa thấy cái sức mạnh của Khazix rồi đó. Thì đây là một vị tướng mang cho mình một cái sức mạnh sốc đam vô cùng to lớn. Và welcome anh em đã trở lại với chương trình Leo Rank cùng hai. Và ngày hôm nay chúng ta còn cách cái rank kim cương khoảng 2 trận nữa. Với cái tiêu chí mỗi ngày 1 sao và làm cái series này hơi muộn, cho nên là chúng ta đang ở rank lục bảo chuẩn bị lên kim cương nha anh em ơi. Và ngày hôm nay chúng ta lại có thêm chuyên mục quẩy nét rank lục bảo cùng hai. Yes sir. Với cái trận này anh em cũng có thể thấy là bên kia là JC nè, Luke nè, AD nè, Varus. Thì chúng ta sẽ có cho mình một số cái gọi là sốc đam vô cùng to lớn. Nói về đường thì ở khu vực đường trên anh em cũng có thể thấy là Mordekaiser đi chung với JC. Thì Mordekaiser có vẻ nhỉnh hơn tí. Mặc dù có phần di chuyển hơi chậm, hơi thụ động xíu, nhưng mà anh ấy vẫn có thể gọi là đập bay cái màn hình của em chay xì. Còn ở dưới thì ngang ngang thôi, đường giữa thì Manfai rỉa hơi bị khó chịu với cái chiêu một của mình. Ok, và tôi đang đi farm cơ bản đơn giản thôi. Và con cua nó lên cấp 5 rồi anh em ơi. Lúc này tôi thấy AD Varus trong kia hơi bị ít máu rồi đó. Để tôi nhẹ nhàng lên cấp 5 cái đi, rồi anh em mình tính tiếp nhé nha. Ok, đá mắt nhỏ thấy lúc đang đi về kìa anh em. AD chưa về, AD gọi là cái gì, AD vẫn còn vương vấn hồn trần đó, bây giờ đang về kìa. Bị chịu sát thương rồi không về được. Cái này nó sẽ là cơ hội cho chúng ta trừng phạt em cái nè. Tại vì sao tôi lại trừng phạt em nó? Tại vì em nó hư lắm nha. Ok, sau khi lên cấp 5 thì chúng ta sẽ về và lên món đầu tiên nha. Thì tôi lên cái giày phàm trần nha em ơi. Ở lộn, giày phàm ăn. Rồi trở lại với cái khu rừng để chúng ta farm. Thì tôi phát hiện ra là anh chay xì đi khá là cao, cho nên là tôi đã lân lê để đi rank. Bất ngờ phát hiện thêm revenge nữa anh em à. Lúc này tôi đi lên là revenge với Mordekaiser đang bem ở trong cái ulti rồi. Cho nên là tôi dí cái anh chay xì trước, tóc biến vào trong và đuổi theo anh ấy. Rồi ok, đó là 1-1. À Morde đi nữa, đó là 1-2. Wow, trời gạch đem thì chết. Tiếp tục hồi sinh thì đi đi farm tiếp thôi anh em à. Yes sir. Rồi có cái đường nào nó không ổn định cho máy thì chúng ta sẽ giành giúp họ. Ok. Cái lúc này bên kia mắc có blue rồi. Tôi tính qua bọc ra làm sao. Gặp revenge anh em à. Tụi em liên tục là có luôn. Bật ulti tàn hình ra để cho em nó lạc hướng, và sau đó tôi nhảy vào lấy được mạng của revenge. Rồi Manfai xuống ulti một cái thiệt là tuyệt vời. Ok. Anh nhớ mãi ngày hôm nay. Sau khi ra đi thì tôi lên hẳn 3 cái kiếm dài anh em à, cho nó đam đụng chút xíu rồi chúng ta đi ganh cho nó đẹp. Lúc này ở khu vực đằng dưới tôi phát hiện ra hai thằng khứa này nó đã có một cái lượng máu có gọi là có thể đi vào lòng đất rồi đó, nhưng mà tôi vẫn quyết định là ăn cái con Buret trước. Anh em có thể thấy là cái lượng sát thương của tôi lúc này với ba cái cây kiếm dài rất là đam. Tôi nhảy vào con bùa lưu đó là nó nhanh vã hò hơn bảy con bùa red. Rồi bây giờ tôi đi xuống, chắc chắn em lúc đứng ở trong này rồi, tại cái đầu này nó có con mắt anh em à. Ừ đó, lấy thành công mạng có lúc không phải con mắt mà cái bẫy của chú Tư. Rồi dưới này vẫn có thể gặp được mặt em revenge, vừa gặp là đã chạy rồi, bởi vì lúc này đã có con rồng xuất hiện. Con rồng này là con động đất hơi bị quan trọng, cho anh em bem đi, tôi ăn con rồng nhé. Này mà cố lên, gắn gượng lên, cố gắng cầm cự đi, tôi ăn xong con rồng rồi chúng ta chạy được rồi. Chạy sao chạy được, để tôi kiếm nào ít máu rồi tôi bem luôn á chứ. Rồi giờ không có thằng nào hết trơn, chỉ có thằng Manfai thôi anh em à. Lụm luôn, không biết sao giờ, cào một cái là 555 sát thương, rồi sau đó nhảy vào lấy luôn mạng của Manfai. Tới Manfai mà tôi còn mạnh cỡ đó đó mà thật sự ra là Manfai nó không lên tăng thôi anh em à, nó lên phép, cho nên là chúng ta cào nó cũng dễ dàng. Mà nó lên mà phép nhiều chút xíu nó ủi chúng ta là chúng ta lên thiên đàng luôn. Rồi trong cái lúc mà tôi farm xong con blue này thì phát hiện ra khu vực đường dưới là mấy khứa này đẩy quá cao. Rồi có thẳng sẵn cái cổng hét nè, tôi đi xuống luôn em à, lao vào là có cào chưa có trúng nha. Ý là trúng vào người nó rồi nhưng mà chưa trúng cái gì, chưa trúng vào điểm G đây em à. Cái thằng revenge nhảy qua là lúc đó trúng điểm rồi đó. Khó chịu vô cùng. Và lúc với AD còn chạy đằng sau nè, bởi vì là tôi mặc váy quét cho nên là hai thằng khứa này không biết cái sự hiện diện của tôi đằng sau. Thế là tôi ăn con này trước đi, để cho vô nè đẩy lính vào trụ rồi sau đó chúng ta quay lại với em sau. Đấy, lời đi con Blue, lời đi con Blue Mini ơi. Yes. Sau khi ăn xong thì lâu quá anh em ạ. Về mở lên đồ đi chứ, đợi đừng hồi hao thời gian vã không. Ok anh em, khi mà lên xong cái giả kiếm thì tôi quyết định là lên thêm một cái Mayumu nữa. Đó, sát thương dùng dập phải gọi là ngập mồm luôn. Rồi Manfai đang ở khu vực đường giữa nè, không biết là nó ulti chưa nữa, nhưng mà cứ bê em đi vì bạn xứng đáng. Đợi vô trụ tôi bật ulti tàn hình ra rồi nhảy vô người em nó. Đấy, sau đó cào cho mấy cái trụ nhém thêm 2 viên nữa, dễ dàng lấy đi mạng của Manfai. Có revenge nè, ở đâu
mà không thấy. Chạy thì sao nhờ, mới thấy hiển thị lên event đây mà chạy nhanh thế nhờ. Ôi chà, ngân hàng này bụng sợ tôi sao mà chạy nhanh vậy anh hai. Đã thế thì đi farm tiếp tục anh em à. Nhưng mà đang farm lại gặp em Varus anh em à. Varus đi rồi còn lút anh em à. Trời ơi, toàn là chuối đó anh em à. Nhào vào chạm khẽ hai ba cái thôi là đi rồi. Thiệt là nó nhẹ nhàng như làn mây, nó sập beautiful honey luôn mấy nay. Rồi sau đó tiếp tục đi farm mà nhìn đường nào bị đẩy lên cao quá thì chúng ta ra, chúng ta đẩy cái đường của chúng ta lên thôi anh em à. Rồi thấy thằng khứa nào ít máu hay là giao tranh gì đó ra giúp người ta. Rồi cái định nghĩa đơn giản của rừng vậy thôi. Rồi mục tiêu lớn ra thì kiểm soát mục tiêu lớn. Đấy trời ơi, chơi game mấy cái à. Còn trong tình huống này là anh vô nè, anh đứng anh canh đây sáng giờ rồi. Tôi xuất hiện giống như là một vị cứu tinh của anh gì đó. The beautiful honey. Tôi cứu tinh rồi, tôi cứu luôn cả dây xì nữa. Cứu dây xì không lọt vào tay anh vô nè. Rồi ok anh em ơi, hiện tại thì 10 giây nữa là con rồng ra rồi. Và tôi đang đi xuống đây để mà kiểm soát con rồng trước. Tôi nghĩ là Revenge cũng đi xuống anh em à. Thôi mà chúng ta đang ở thế thượng phong thì chúng ta cứ chủ động ăn rồng trước luôn anh em ơi. Bên kia có ra cướp thì chúng ta sẽ xử lý sau. Đấy, giờ sao? Bây giờ tôi đang farm thì anh em đã đến rồi. 5 người luôn chứ không phải có mình tôi nữa. Đó, anh em quá tuyệt vời. So beautiful anh em. Blue của Revenge còn nữa anh em à. Yes, ăn luôn chứ bên kia anh chay xì kìa. ADSB chắc đang ra. Wi-Fi thì đang trên đường top rồi. Mà đi về đường này chắc hơi lâu. Ăn xong con này tôi lú lú lên bem luôn cái anh chay xì đi cho nó dễ dàng, cho nó beautiful. Đứng đây làm gì đây em? Thôi thì ra làm nhẹ nhàng chiêu 1, chiêu 2 rồi nhảy đi. Đó, so easy. Chạy vô trong thì bất ngờ gặp Revenge. Thế là chịu rồi anh em à. Mà hên có cái sân khấu tử thần của chú Tư cho nên là ảnh rén. Rồi cái dòng giây phút này thì tôi phải tóc biến bỏ chạy thôi. Chứ giờ còn có chấm máu anh em à. Ê hết hồn à, chút xíu nữa ăn luôn cái mũi tên xuyên thấu của ảnh rồi. Anh em thì giao tranh khá là tốt á, lao vô trụ luôn em ta luôn cho nên là cũng lên bảng điểm số rồi đó. Ở gì đây, về cái gì đây? Tôi ở đây mà em dám về, ulti nhảy ra này, cào nhẹ em một cái. Trời ơi, nhìn thấy những cái hình ảnh như vậy thì đáng thương thiệt á chứ hả. Thôi giờ lên đồ em chí à, lên cái áo trồng bóng tối nha. Cái này thì nó tránh được các cái đoàn mà choáng choáng đầu tiên rồi đó. Ví dụ như là chúng ta đi ra xong cái va đất bắn ulti vô người của chúng ta, mà trong khi đó chúng ta có một cái áo lớp áo trồng bóng tối thì chúng ta không bị choáng, thế thôi, không bị trói chứ. Tránh cái trường hợp đi bắt lẻ người ta nhảy ra cái tập em cái nằm luôn á. Quải cái chữ này kia chứ. Rồi ok, hiện tại là chúng ta còn 20 giây nữa là Baron Nasor đã ra rồi. Mà nếu như mà trong giờ phút này chúng ta ăn được Baron Nasor thì coi như trận đấu này là chúng ta thắng được 4/3 anh em à. Đấy, này. AD với chúng tôi này, nhảy đi nhá. Đứng lâu là đi đó anh em à. Từ từ, sau khi hết chiêu như này là anh em mình phải lui về nha anh em ơi. Giao tranh đứng đấu như đấu sĩ là không được, quay lại là lấy mạng của em lúc nè. Quá đẹp. Nhảy về giao tranh với Revenge đấy, cào nhẹ 300 vàng, đẹp luôn. Đấy, được, bây giờ ăn ba đỉnh Nasor là chuyện quá bình thường. Ăn luôn chứ có ai có thể ngăn cản được chúng tôi đâu anh em à. Chỉ có chay xì thôi, mà không lẽ chay xì nhảy qua cướp. Tôi có trừng phạt mà. Anh coi trừng phạt của tôi không ra là gì hay gì. Giờ anh nhây quá, tôi chạy ra sao, tôi bem anh luôn bây giờ, đâu rồi? Trời ơi, không thấy người đâu thì chúng ta về anh em à. Tôi lên cho mình cái lời nhắc tử vong nha. Để có sát thương cái vị trí mạng anh em à. Cùng với đó là xuyên giáp, cào cho mấy khứa này tới công chuyện. Nó phải gọi là trạng thái tới nãy đó mấy này à. Lúc này có con ti hét trong tay, tôi cùng với những người anh em đang đẩy trụ lên. Và tôi đang nhảy tới nhảy lui để coi cái khứa nào ít máu rồi đó, mình lụm luôn. Đấy, không hẳn lít máu đâu, thằng lúc đầy cây hay là AD đầy cây tôi vẫn lụm được. Khó chịu vô cùng. Rồi ok, đó là ulti đẹp thôi, vị trí của Manfi phải chạy thôi, không chạy thì khổ. Trong pha giao tranh vừa rồi đó, Manfi nó ủi tôi nhưng mà chay xì nó hơi bị gọi là phân tâm vô con mắt bên kia nên là tôi không bị bem. Nếu như mà chú ý chút xíu là nhảy vô là tôi đi rồi. Trời ơi, đau đớn lắm. Rồi rồng ra nhá anh em ơi, mờ lem con rồng nhá anh em ơi. Rồi bây giờ mình đẩy lính cái đường cao lên nha anh em ơi, đường cao lên nè anh em ơi. Mình về lên nhảy cái quyệt đao luôn nè anh em ơi, tạo miếng giáp nha anh em ơi. Xét thương nó phải gọi là vô vàng nha anh em ơi. Mà trong tình hình hiện tại là người anh em AD của tôi ra đi rồi. Seraphine cũng đi luôn rồi, là còn có tôi với hai người ơi dạ. Vô nè đi luôn rồi, chỉ còn tôi với Modern Kaiser thôi. 20 giây nữa là con Baron Nasor nó ra rồi. Giờ mà lỡ ra đi thêm cái nữa chắc tem bên kia dí tới cái nhà lính siêu cấp của tôi luôn quá anh em. Để tôi dí cái thằng Revenge trước. Miếng máu với chúng tôi này. Nhảy điên phát. Trời ơi, ulti sao dính được em, sao dính được em, trừng phạt chậm chậm lại nè.
Trời ơi, đồng hồ cát chỉ giúp em sống thêm lâu hơn 2 giây mà thôi. Rồi rồi rồi, tình huống hiện tại mượt mà rồi. Ăn ba đình đã so nè. Ra liền luôn. Trời ơi, nó kiểu như là nó dập khuôn á anh em. Nó hợp lý á anh em. Nó mọi thứ nó đều vào khuôn khổ anh em. Mọi thứ nó beautiful honey anh em à. Mọi thứ nó theo ý định của chúng ta anh em à. Nhưng mà giờ chay xì xuất hiện là tôi thấy không có vui cho mấy nha. Ulti của lúc này, trừng phạt Armageddon này. Đó, mission complete, 10 điểm, tuyệt vời. Không có nhân, biến về kìa, nhảy qua coi. Biến về xin năm bao nhiêu, biến về ở đâu, làm gì, ở đâu. Ngộ he, đứng biến về xong buông máy luôn cái gì nó mơ. Nơi chắc bặn anh em à, tôi nhảy qua gặp AD nhá. Nè, tóc biến cào, đó, 800 sát thương, vật lý, chịu không có nói. Còn gì nữa anh em ơi, một vài hôm chúng ta lên cái gì à, chúng ta lên kim cương thì chúng ta sẽ đánh khác hơn tí. Rồi chúng ta cày từ cái kim cương lên cao thủ chúng ta sẽ khác lẹt thêm tí nữa. Rồi ok, và giờ chúng ta win thôi chứ chúng ta còn đợi chờ cái gì nữa, đúng chưa anh em? Yes sir. Ủi đẹp quá, tôi nhảy vô cào cái nhẹ lấy được mạng của Manfield rồi. ADSB ngoài sao làm gì đây, làm cái gì đây, revenge chứ, làm cái gì đây. Double kill dành cho mọi người đẹp trai thay lịch vô địch khắp vũ trụ, và chúng ta phải win thôi anh em à. Nếu như anh em thích video của tôi, nhớ để lại cho tôi một đăng ký và một follow nha. Cảm ơn em rất nhiều. So thank you.